đã là thần tượng, muốn mọi người nhìn mình là một thần tượng thì cần phải có rất nhiều yếu tố. Thần tượng về ca hát thì đương nhiên yếu tố ca hát phải được đặt lên hàng đầu, thật là hay, thật là tốt, thể hiện được chất giọng mình một cách tự nhiên. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là các bạn cứ học một cách bài bản, trường lớp hoa quá thì cũng chưa hẳn đã là đạt được yêu cầu. Bởi vì cuộc thi tìm kiếm thần tượng phải là có được cái sự ủng hộ của số đông khán giả, và số đông khán giả thì rất là nhiều những cái đòi hỏi khắt khe hơn, chứ không phải chỉ hát trường lớp không là đủ. Thì Nam Khánh thấy rằng giọng hát mình cần phải đến được với trái tim, con tim và cảm xúc của khán giả, chứ không hẳn chỉ là phô diễn kỹ thuật không thì chưa đủ. Thì Nam Khánh thấy rằng các bạn nên chuẩn bị cho mình thật kỹ, thể hiện mình thật là tốt, và thể hiện lại chính mình thì là tốt nhất. Về thí sinh thì cũng có những thí sinh rất là tốt về mặt nhạc cụ, nhưng mà bù lại sáng tác lại không được, phù lại hát, ca hát lại không được tốt. Và còn số thí sinh có những cái chế biến như là trống mang theo, rồi những cái nhạc cụ rất là lạ, cũng như là cũng gây ấn tượng với lại cuộc thi lần này. Và có những em thì không phải em nào cũng đồng ý với những cái kết quả mà của chúng tôi đưa ra, nhưng mà chúng tôi cũng muốn nói với các em một điều rằng tôi, tất cả những người đi tuyển, đi tìm kiếm thần tượng âm nhạc cũng như những người thực hiện chương trình Việt Nam Idol 2012 luôn luôn là những cái người đồng hành với các em, đồng hành với các bạn. Chúng tôi không phải là đối thủ của các bạn, chúng tôi là người đồng hành để tìm kiếm, để khơi gợi, để động viên các bạn xem các bạn có những cái tiềm năng gì, có những cái khả năng và có những cái năng khiếu gì để cùng chúng tôi bồi đắp cho các bạn, để các bạn trở thành, để rút ngắn cái con đường của các bạn trở tiến đến cái ước mơ để trở thành thần tượng âm nhạc nó gần hơn, nó nhanh hơn và nó tốt nhất.